chào mừng quý khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với sân vận động 19 tháng 8 ở Nha Trang để cùng theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận giao hữu giữa cao thủ Áp Tức Dư Tức và cao thủ Thành Thành FC. Ngày hôm nay thì Áp Tức Dư Tức họ sẽ ra quân trong bộ trang phục áo đỏ, quần đỏ, tất vàng. Và ở hiệp 1 trận đấu này họ sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn ảnh của quý vị khán. Trong khi đó thì Thành Thành FC trong trang phục sắc vàng họ sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái. Và như vậy là hiệp 1 màn đỏ sức giữa Áp Tức Dư Tức và Thành Thành FC cũng đã chính thức được bắt đầu. Đường chuyền của Trí Torres dành cho Hồ Khánh Long. Khánh Long quá người cơ ơi, rất tốt, khá nguy hiểm, tuy nhiên đã không có tình huống dứt điểm của Ngọc Bình. Một tình huống mà Hồ Khánh Long đã có phần hơi cầu toàn, anh có thể tung ra một cú dứt điểm ngay khi mà Ngọc Minh Idol ở trong pha bóng vừa rồi đã được theo kèm rất sát bởi các cầu vệ của Thành Thành. Và bây giờ là câu trả lời của Thành Thành FC. Rất tốc độ, cơ hội đối mặt, nguy hiểm, không vào. Phản xạ tốt và sự tập trung của Thanh Phúc. Vẫn là một đường phát dài sang bên phía cánh trái. Chúng ta có thể thấy việc hữu sân của Áp Tức Dư Tức có đường mở bóng dành cho Tấn Tài. Lê Tấn Tài được chuyền vào khoảng trống, cơ hội vào. Lần này thì Tấn Đạt đã thành công ở một cự ly rất gần và một khoảng trống là rất rộng khi mà các cầu vệ của Áp Tức Dư Tức đã để quên Tấn Đạt. Họ mải mê theo kèm đối với Lê Tấn Tài và những cầu thủ khác mà quên rằng Tấn Đạt đã có một tình huống di chuyển rất thông minh để lựa chọn vị trí và tung ra một cú dứt điểm đánh bại hoàn toàn thủ thành Thanh Phúc. Tôi nghĩ trong cái thế trận như thế này thì các bàn thắng sẽ đến liên tiếp. Bởi chúng ta cũng mới trải qua nửa đầu của hiệp 1 thôi. Những cầu thủ đến từ Iran chỉ đứng ở vị trí thứ 2 và Australia là những cầu thủ đứng ở vị trí thứ 3. Vâng, như vậy là đã có quả penalty dành cho các cầu thủ của Thành Thành FC. Phúc Thảo đối mặt với Thành Phúc trên chấm 11m. Phúc Thảo dứt điểm rất gọn gàng, tỷ số được nhân lên 2-0 dành cho các cầu thủ Thành Thành FC. Rõ ràng là với những kinh nghiệm và với chất lượng đội hình của mình thì Thành Thành FC họ đã làm khó được AUFC ở trong những pha bóng vừa rồi. Điều mà lúc này Áp Tức Dư Tức họ cần có những sự thay đổi đó là tận dụng tốt cơ hội của mình. Rõ ràng không phải là AU không thể làm được. Pha xử lý bóng tốt, cơ hội dành cho Áp Tức Dư Tức. Khánh Long đang di chuyển, rất hay, cơ hội vào. Như chúng tôi đã nói thì Hồ Khánh Long có thể tạo ra được sự đột biến và vừa rồi thì Khánh Long đã làm được điều đó với một tình huống thoát xuống rất nhanh. Vâng, có vẻ như ngay sau khi bàn thắng rút ngắn của Hồ Khánh Long được ghi thì đội bóng AUFC Áp Tức Dư Tức có sự thay đổi cầu thủ. Vâng, Thanh Tùng đã vào sân, tôi chưa biết là Thanh Tùng thay ai. Có vẻ như Tùng thay Nguyễn Khánh, Khánh Zolando. Khánh Zolando là một trong những người tổ chức chính trong chuyến đi này. Nỗ lực của Duy Huỳnh đã giúp cho Áp Tức Dư Tức có được cơ hội để phản công. Phạm Anh Khoa không vào. Một pha xử lý một chạm rất Phạm Anh Khoa. Vâng, tôi đã từng đá cặp với Phạm Anh Khoa, đến giờ này là ngót 20 năm trên các mặt sân ở cả nước, phải nói là cả nước. Và thực sự nhìn lại pha dứt điểm này của Phạm Anh Khoa, tôi rất là nhớ cái khoảng thời gian khoảng năm 2000, trước những năm 2010 và chúng tôi đá cặp cùng với nhau. Đưa bóng vào, nguy hiểm, vẫn còn Thanh Tùng, Thanh Tùng, Thanh Tùng. Anh Khoa không có bàn thắng dành cho Áp Tức Dư Tức. Một tình huống thoát xuống rất hay, một pha phối hợp rất bài bản của Áp Tức Dư Tức. Thanh Tùng cũng đã rất bình tĩnh trong việc không chơi bóng và tạo ra một đường chuyền thuận lợi. Đáng tiếc là cú dứt điểm vẫn đang là cao thủ Thành Thành FC. Đánh đầu,
tình huống đánh đầu của Đào Văn Phong. Rõ ràng là lại là một cơ hội nữa dành cho Thành Thành FC. Không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên lại là một cơ hội. Pha phản xạ tốt của Henry Tèo. Henry Tèo đã có một tình huống đổ người rất chính xác. Vào ngày mai. Nguy hiểm. Vào. Đó là bàn thắng của Sĩ Cường. Một cú dứt điểm quá đẳng cấp. Sĩ Cường. Chúng ta cùng theo dõi lại pha dứt điểm khiến cho thủ thành Henry Tèo trở thành một cái nền rất đẹp trong pha làm bàn. Được chuyền tốt. Khoảng trống mênh mông dành cho các cầu thủ Thành Thành, đưa bóng vào. Nguy hiểm. Rất khéo léo và như vậy là bàn thắng thứ tư đã đến với các cầu thủ Thành Thành FC. Người đã ghi bàn đó là số 5 Xuân Nhàn. Một pha bóng mà Xuân Nhàn cho thấy được sự tự tin của mình. Anh đã bình tĩnh loại bỏ thủ thành Henry Tèo. Và sau đó vượt qua hậu vệ của AOFC để có thể mang về bàn thắng thứ tư. Thời gian là vẫn còn. Duy Huỳnh. Vẫn là Duy Huỳnh rất khéo. Đưa bóng vào. Cơ hội. Cơ vào. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ của AOFC. Người vừa dứt điểm là Quý Lộc. Duy Huỳnh vừa vào sân, vừa trở lại sân. Và ngay lập tức anh lại tạo ra một đường kiến tạo rất tốt. Đáng tiếc là Quý Lộc, tốc độ của Ben. Phía trong là Quý Lộc cùng với Bằng Bằng. Duy Huỳnh, Duy Huỳnh. Quá người cơ ơi. Không có bàn thắng. Ở hiệp 1 thì Duy Huỳnh, Hồ Khánh Long cùng với Phạm Anh Khoa là những người đã nguy hiểm. Không vào. Suýt chút nữa thì đã có thêm bàn thắng dành cho Thành Thành FC. Hồ Khánh Long. Tiếp tục là Hồ Khánh Long. Rất khéo. Hồ Khánh Long. Cơ hội, dứt điểm, vào. Đó là Quý Lộc. Một tình huống mà Quý Lộc và Hồ Khánh Long đã tìm thấy nhau. Rõ ràng là Hồ Khánh Long có nhiều giải pháp để lựa chọn ở trong pha bóng vừa rồi. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống xử lý cực kỳ lắt léo. Dù cho các cầu vệ của Thành Thành FC đã có những tình huống can thiệp, nhưng Khánh Long vẫn kịp tạo cho mình một đường kiến tạo. Một đường kiến tạo cực kỳ thuận lợi để cho Quý Lộc ghi tên mình lên bảng tỷ số. Thì hàng công của Artus Zutus sẽ có những chuyển biến tốt. Một tình huống để mất bóng khá nguy hiểm. Cơ hội! Không thể khác được. Bàn thắng tiếp theo dành cho Thành Thành FC. Người ghi bàn đó là chân sút số 23. Phương Nam. Phương Nam đã có một tình huống di chuyển để đón bóng tốt sau khi số 34 của đường chuyền của Phạm Anh Khoa. Nguy hiểm. Cắt vào. Khá đáng tiếc. Người đá băng xuống đó là số 34. Tiếp tục sẽ là một quả đá phạt góc nữa. Đường mở bóng dành cho anh Khoa. Cơ hội.
Khá đáng tiếc cú dứt điểm của Duy Hình. Trí Torres được chuyển ra cho Quý Lộc. Duy Hình không vào. Tình huống phối hợp rất nhanh của các cầu thủ áo đỏ. Anh Khoa cơ hội nguy hiểm vẫn không vào. Và đó là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống căng ngang của Phạm Anh Khoa, cực kỳ thuận lợi để cho Hồ Khánh Long có thể hoàn tất cú đúp của mình. Tuy nhiên anh đã không làm điều đó. Tỷ số chung cuộc là 5-2 nghiêng về cao thủ Thành Thành FC.